hôm nay là ba Tài Lương bằng lái, đã có bằng lái nha. Anh Tài Lương hôm nay về Việt Nam bây giờ mới có bằng lái, đổi đến ngày hôm nay là được 5 ngày thì bây giờ anh Tài Lương cuối cùng cũng đã có bằng lái. Chiếc xe đầu tiên của ba Tài Lương ở Việt Nam nha. Ba Tài Lương có thích không? Thích nhiều không? Anh đang đi lộn đường luôn rồi. Mẹ Nhân cũng sợ và hồi hộp lắm. Ngồi ở ngay khóc này chứ sợ lắm. Cả nhà ơi, thì hôm nay tiểu bối sẽ được đi nhận xe nha cả nhà ơi. Đây đây đây, tiểu bối nhà ta sẽ được đi nhận xe đây. Hai. Hôm nay là ba Tài Lương bằng lái, đã có bằng lái nha. Anh Tài Lương hôm nay về Việt Nam bây giờ mới có bằng lái, đổi đến ngày hôm nay là được 5 ngày thì bây giờ anh Tài Lương cuối cùng cũng đã có bằng lái. Thì đây nha cả nhà, thì đây là chiếc xe mà hôm nay là hai vợ chồng Nhân sẽ nhận. Thì anh Tài Lương sẽ vô xe trước. Tài Lương ơi, đây đây, chiếc xe đầu tiên của ba Tài Lương tại Việt Nam để mà lái, chiếc xe đầu tiên ba Tài Lương tại Việt Nam nha. Rồi để lượt vợ leo lên nha. Chiếc xe đầu tiên của ba Tài Lương ở Việt Nam nha. Ba Tài Lương có thích không? Thích nhiều không? Rất thích. Từ bây giờ ba Tài Lương sẽ chở vợ và cô hai và tiểu bối và mẹ chị và hai cháu đi bằng chiếc xe này được không? Được. Ba có sợ không? Không sợ. Tại sao? Bởi vì Tài Lương rất tốt. Bởi vì Tài Lương lái xe rất tốt, nghe chưa? Rồi bây giờ vợ quay leo lên xe luôn nha. Y chà chà, em con gái tôi leo lên xe luôn á ông bà cô chú ơi. Su leo lên xe luôn hay con? Từ từ nha. Ấy chà chà. Wow. Rồi, được ba Tài Lương chở đi chơi nha. Ba Tài Lương chở hai mẹ con mình đi chơi nha. Yeah. Yeah, sướng quá. Rồi, giờ ba Tài Lương chạy lái thử coi. Xích đeo cẩn thận nha cả nhà. Ai ơi, hai mẹ con mình xích đeo cẩn thận nha con. Đi ba Tài Lương phải lái cẩn thận nha ba Tài Lương. Đào ơi, bà phái kìa. Cái mặt tỷ phái kìa. Ai cha cha. Thôi đi xe, từ nhỏ đó đi xe hơi nên giờ chỉ quen rồi. Hay y cư. Ba Tài Lương có làm được không? Được. Ok, chỉnh góc con này kia. Rồi, đi thôi. Let's go. Bíp bíp gì đó? Bíp bíp đi đâu có lại. Auto chứ gì vô à? À nói sao nó không có báo động tít 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 tít. Không có động gì. Gì? Mình nào còn? Hey, ba Tài Lương của cháu lái xe ta nói ông vui. Ba Tài Lương của cháu vui lắm nha ông bà cô chú. Hạnh kiểu là sao ta anh Tài Lương rất là thích lái xe. Về đây á, đi bằng xe máy nên bây giờ được lái bằng xe hơi á, nên anh phái lái xe lắm. Đây sư bộ. Ok. Ba Tài Lương cố lên để chở hai mẹ con đi chơi. Ấy coi vậy chứ ba Tài Lương cháu vẫn chưa biết đường xá Việt Nam nên là cũng đang còn hơi yếu. Ok tiếp một mặt chị gái Asoko. À cô chị. Hai mặt chị gái. Ấy anh đang đi lộn đường luôn rồi. Ba có sợ không? Không sợ. Có sợ? Không sợ. À ghê ta. Ba cháu lái xe ông bà cô chú ơi. Lần đầu tiên ba cháu lái xe ở Việt Nam đó nghe ông bà cô chú. Nói gì nói chứ mẹ Nhân cũng sợ và hồi hộp lắm. Ngồi ở ngay khóc này chứ sợ lắm. Tại vì lần đầu tiên ba cháu lái xe.
Trời đất ơi, con phái quá ông bà cô chú ơi. Trời ơi, con mê quá trời mê rồi. Ông ba con lần đầu tiên con được ông ba con lái xe ở Việt Nam. Cuối cùng giờ ông ba con ông cũng được lái xe chở con đi ở Việt Nam, không có cần phải đi rapper hay là không có cần phải thuê xe nữa rồi. Hôm nay ba chính thức chở con đi bằng xe hơi của ba luôn nha. Hôm nay ba chính thức lái xe chở con gái đi luôn. Sướng quá ta ơi, coi mặt kia phê kìa. Phê quá chừng phê rồi. À sướng mà con gái tôi nữa ta. Chị vui sướng đó. Vui quá. Cái mặt kìa, cái mặt kìa. Toàn ôi. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây á cả nhà. Nhìn ở ngoài không, khoái nhìn ở ngoài lắm. Cha ơi, gần như nghe. Rồi, sư thấy Dượng chở con đi, con thấy làm sao? Con thấy Dượng chở giỏi, mà đi đã quá. À, sao giờ Dượng mới chở con đi vậy? Đã quá trời luôn. Trời ơi, giờ mới chở con đi, tại vì Dượng á, là Dượng là người Nhật. Thế nên là khi mà Dượng muốn đi được đường ở Việt Nam là gì nhưng phải suy nghĩ, phải đắn đo suy nghĩ dữ lắm. Vì là nếu đáng lẽ ra lần này là Dượng cũng không được đi xe hơi đâu, Dượng chỉ có được lái bên Nhật thôi. Nhưng mà vì á là Dượng rất là thích lái xe hơi, Dượng muốn có xe hơi ở Việt Nam để mà lái xe đi. Thế nên là buộc là gì nhân phải kiếm cho Dượng một chiếc xe ở Việt Nam. Chứ còn đáng lẽ là gì nhân cũng lo lắm. Nhưng mà lần này cũng thấy Dượng lái, con có sợ không? Hay Dượng lái giống mấy chú mà thuê, mình hay thuê, mình hay đi xe đáp không? Được, chắc cỡ vài lần nó cũng cứng à, cũng vài lần là cứng đi được thôi. Thì thật ra thì cả nhà ơi, hôm nay á là Nhân cũng rất là vui. Tài Lư vui không? Vui. À, Tài Lư cũng vui là bởi vì là anh Tài Lư á là nói chứ lần đầu tiên anh Tài Lư lái xe ở Việt Nam, nhưng thật sự rất là căng thẳng, rất là lo. Nhưng mà hồi nãy ngồi lên xe lái, anh Tài Lư lái rất là ok, giống như bên Nhật, nên cũng đỡ lo phần nào. Thì hồi nãy sẽ có rất là nhiều bạn á, thắc mắc là chiếc xe này á là mua hay là thuê hay là như thế nào đó. Thì sẵn đây thì Nhân nói luôn, chiếc xe này hiện tại là chiếc xe Nhân thuê. Thuê là bởi vì sao? Bởi vì á là anh Tài Lư á phải đợi chiếc xe kia, chiếc xe mới á là phải đặt ít nhất á, phải đợi nó cũng là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó nó mới có xe. Và chiếc xe đó thì Nhân chưa tiết lộ cho cả nhà là chiếc xe đó sẽ mua chiếc xe gì. Nhưng mà trước mắt là Nhân có nói nhà là hai vợ chồng Nhân đã có lên kế hoạch và cũng như là đặt tiền cọc để mua xe rồi, để mua chiếc xe mới rồi, nhưng phải đợi. Và trước mắt là Nhân sẽ cho anh Tài Lư á, hôm nay là anh Tài Lư đi bằng xe máy rồi, tập lái bằng xe máy nhường đường hết rồi, thì Nhân mới dám thuê chiếc xe này cho anh Tài Lư lái. Thì chiếc xe này là Nhân thuê theo tháng, mỗi tháng thì Nhân trả cho họ, thuê hình như khoảng 1 tháng, 2 tháng gì đó thôi là xe mới của Nhân sẽ về. Trước mắt là sẽ thuê xe cho anh Tài Lư lái. Tại vì á nhà Nhân á hay di chuyển đi lắm, mà mỗi lần đi á thì nhà Nhân rất là đông. Hiện tại là mẹ Nhân, cháu Nhân, rồi có hai bạn hơi quay phim lận. Thế nên là rất là đông cả nhà. Mà mỗi lần đi như vậy rất là chia xe ra đi rất là phiền và tốn kém lắm. Nên là bây giờ thuê chiếc xe này mình di chuyển mỗi ngày, và anh Tài Lư, và đặc biệt là anh Tài Lư có xe đi mỗi ngày, anh Tài Lư không có buồn tay buồn chân. Ví dụ như anh Tài Lư cũng chở hai mẹ con đi chợ đi đồ được. Thế nên là từ giờ anh Tài Lư sẽ có xe là mỗi lần đi chợ là sẽ là đi chung với nhau, chứ không phải là hai vợ chồng phải lít kỉnh đi xe máy nữa. Và hai vợ chồng sẽ cho anh Tài Lư ảnh được cái cảm giác là ảnh được sống ở Nhật Bản á, được có xe hơi, được có được tay chân mình cũng được đi đâu đi đó cùng với vợ. Đấy, hôm nay là ba con vui quá, bà của chú con vui lắm, con vui nhiều lắm. Cái mặt con kìa, bây giờ cho con đi xe máy chưa, chị này chưa được ngồi xe máy nên chị cũng chưa biết cảm giác đi xe máy như sao, tiểu bố chưa được ngồi. Bây giờ hai mẹ con mình đi vô trong nha. Đây, khi mà thuê xe á, cái quan trọng nhất là kiểm tra xem xe có chạy suốt hay là có lỗi lầm gì trước khi bàn giao xe hay không, tại mình thuê á cả nhà. Thế nên là anh Tài Lư anh sẽ kiểm tra mấy cái này, thì Nhân cũng không rành nên là anh sẽ kiểm tra rất là kỹ, kiểm tra mà từ đầu đuôi đến cuối bui, là mình sẽ phải quay video lại như thế này nè. Nhân vừa quay video lại đăng cho cả nhà xem, cũng là làm nhân chứng sống để khi mà trả xe á là bắt đầu mình sẽ nói chuyện với người ta cho dễ cả nhà đó. Ta đưa ảnh kiểm tra kiểm chừng từng chút một luôn nha. Nói chứ mấy cái phần này là mình phải kỹ. Trời ơi, vừa. Ta đưa thấy có nhiều vết xước không?
Có không? Có vết xước không? Ừ, có một chút. Đâu? Ở đâu? Có một chút ở đâu? Tốt rồi. À, ở đây nè, những cái vết xước này nè cả nhà. Thì những cái vết xước nho nhỏ này á thì mình cũng phải quay lại nha. À, rồi rồi. Những cái vết xước này là mình cũng phải quay lại. Cái này nữa nè. À, những cái vết xước này cũng quay lại. Thì khoảng 1-2 tháng nữa thôi là Nhân sẽ nhận xe mới. Thì lúc đó nhận xe mới là anh Tài Lư không có cần phải kiểm tra như thế này nữa. Hôm nay là xe này là xe mình thuê nên là mình phải kỹ lưỡng một chút xíu. Đó. Từng ly từng tí luôn nha cả nhà.